Bão số 3 là cơn bão rất mạnh, có bán kính hoàn lưu rộng, sẽ gây ra mưa lớn và gió mạnh trên phạm vi rộng tại các tỉnh thành miền Bắc, kèm theo đó là các trận dông lốc kèm mưa lớn, sấm sét với tần suất nhiều và liên tục. Đặc biệt, đối với các mái nhà lợp tôn kính, các biển quảng cáo ngoài trời và nguy cơ cây xanh gãy đổ do bị gió xoáy gây nguy hiểm đến người dân khi di chuyển. Vì thế mọi người cần tuân thủ quy định phòng chống bão, tuyệt đối không ra khỏi nhà khi có mưa gió lớn. Trong hôm nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều trường hợp gãy đổ cây xanh, một số cây đã gãy đè vào phương tiện, xe ô tô đổ ven đường gây thiệt hại về tài sản của người dân, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, trước đó, vào chiều ngày 6 tháng 9 tại thành phố Hà Nội, cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Iagi đã khiến cho cây xanh gãy đổ xuống đường. Hậu quả là một người chết và 6 người bị thương. Tại tỉnh Quảng Ninh vào sáng nay, một trường hợp người dân vì cứu tàu bè trôi mà xảy ra tai nạn bất tích. Do vậy, người dân cần tuyệt đối không cố ra khỏi nhà khi đang có mưa bão lớn. Khi cần sự giúp đỡ, nên liên hệ với chính quyền địa phương, lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ để hỗ trợ. Dự báo từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vẫn sẽ gây ra đợt mưa lớn và lượng mưa lớn từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm và xảy ra ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có Hưng Yên. Người dân tuyệt đối không chủ quan dù bão đã đi qua, theo dõi sát tình hình mưa bão để tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ tính mạng tài sản hoa màu trước bão.